Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với lại các khái niệm căn bản ở trong Photoshop. Đấy là đơn vị nhỏ nhất hay là cấu thành của một cái bức ảnh đó là cái gì. Bây giờ tôi sẽ mở ra một vài cái tài liệu. Hiện tại thì chúng ta đang mở ra một cái tài liệu rồi này. Đó, đây là một cái cảnh hoàng hôn trên sa mạc này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có một cái tài liệu trắng này, mở tiếp ra một số các tài liệu nữa nhé. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta mở ra các tài liệu thì trước hết là chúng ta cũng nói luôn về cơ chế. Cùng một lúc thì chúng ta có thể mở ra một vài tài liệu khác nhau, nhưng mà thông thường thì mỗi một cái thời điểm chúng ta chỉ nhìn thấy một tài liệu và chúng ta được phép làm việc với một tài liệu thôi. Và tài liệu nào có cái tên mà nó thẻ tên mà nó đang được điểm sáng là như thế này thì cái tài liệu đó là cái tài liệu mà đang được kích hoạt để giúp cho chúng ta có thể là quan sát cũng như làm việc. Tuy nhiên cũng có những cái lúc mà chúng ta có thể thiết lập để nhìn thấy nhiều tài liệu cùng một lúc. Để mà nhìn nhiều tài liệu cùng một lúc thì chúng ta sẽ vào trong menu window. Các bạn tìm tới cái menu arrange, và trong này khi mà menu ngữ cảnh mở ra thì các bạn sẽ có một số các cái chế độ để hiển thị khác nhau. Ví dụ như là các bạn chọn tie on vertically thì nó sẽ đặt song song tất cả các cái tài liệu này theo chiều dọc thế này. Mỗi tài liệu nó sẽ chiếm một phần của cái cửa sổ. Và tất nhiên đây là nhiều tài liệu cùng hiển thị cùng một lúc, nhưng mà về mặt nguyên tắc cũng chỉ được phép làm việc với một tài liệu trong một thời điểm thôi. Đấy. Hay là ví dụ như là tôi có thể chọn horizon thì nó sẽ lại sắp xếp theo kiểu xếp mảnh như thế này. Đấy. Hoặc là hai cái theo chiều ngang, hai cái theo chiều đứng. Đấy. Thì là hai tài liệu cùng hiển thị cùng một lúc. Thế tuy nhiên nó sẽ có những cái thằng khác nó được ghép vào trong cùng một nhóm, nhưng mà sẽ có một cái nào đó được kích hoạt thôi. Thế đấy là về view. Đấy. Về view. Thế còn nếu mà chúng ta không thích nữa thì chúng ta có thể là bấm vào một cái thẻ như này, chúng ta kéo lôi nó xuống thì lúc này thì nó lại quay trở về cái chế độ hiển thị bình thường, tất cả cùng trên một dàn. Và lúc này thì thằng này nó trở thành một cái tài liệu dạng hơi trôi nổi như thế này. Các bạn có thể lôi kéo nó đến bất cứ đâu, hoặc thích thì các bạn lại có thể trả nó về cái thành phía trên này bằng cách là kéo thẳng nó lên trên nhóm. Khi nào mà nó xuất hiện màu xanh, các bạn nhả chuột ra thì nó lại bám vào trên cái khung đấy giống như các tài liệu còn lại. Thế thì bây giờ về mặt nội dung thì chúng ta mở ra một vài cái tài liệu này thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một cái tài liệu này, một cái ảnh này khi mở ra thì nó có thể là một tài liệu trắng không có cái gì như thế này, hoặc là một cái tài liệu nào đó, một cái ảnh minh họa, một cái tranh minh họa, hay là một cái ảnh có nội dung gì đó. Thế thì về mặt kích thước, về mặt chế độ, tất cả mọi thứ thì có thể là nó sẽ khác nhau, nhưng mà tất cả những bức ảnh này thì nó đều có một cái điểm rất là chung, đó là cấu trúc. Để tạo ra một cái bức ảnh thì nó hoàn toàn giống nhau. Và bây giờ chúng ta cần phải nắm được cái cấu trúc đó. Thế thì vừa nãy chúng ta đã làm quen với lại cái chế độ hay là các công cụ zoom, thì chúng ta có thể phóng to từng bức ảnh lên, hoặc là chúng ta quan sát một cái khu vực cụ thể nào đó. Thế thì bây giờ chúng ta nhấn Ctrl cách để chúng ta hoán chuyển tạm thời công cụ, và chúng ta có thể quan sát kỹ một khu vực nào đó. Thì chúng ta có thể là phóng lớn lên để chúng ta xem. Tất nhiên phóng lớn lên thì chúng ta có thể xem và chúng ta thấy những cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Nhưng mà phóng đến một mức độ nào đó thì bắt đầu các bạn sẽ thấy rằng là cái hình này trông nó có vẻ không còn được chất lượng nữa như là lúc ban đầu. Nó không còn mịn màng, nó không còn dễ coi giống như là chúng ta quan sát toàn cảnh. Và lúc này thì mình cảm giác như là nó đang bị băm nhỏ, chia nhỏ thành các thành phần rất là bé. Mỗi cái phần này thì nó là một ô vuông một con và nó chứa một màu khác nhau. Cái này thì nó chung cho tất cả các cái bức ảnh. Cái này cũng vậy, đúng không? Tôi phóng lớn tôi xem một cái cây nào đó. Khi tôi phóng lớn một độ nào đó thì tôi cũng thấy rằng cái cây này hay bất cứ một cái thành phần nào trong bức ảnh thì nó cũng đều là được xây dựng bằng tổ hợp
rất rất nhiều các cái ô vuông con nhỏ nhỏ như thế này. Đấy. Cái này cũng vậy. Đó. Bất cứ cây, trời, bất cứ một thành phần nào, mặt trời, đó, mặt đất. Thế thì đây là điểm chung mà chúng ta sẽ thấy là nó giống nhau ở tất cả các bức ảnh. Không kể là nội dung về mặt hình thức, thị giác chúng ta nhìn thấy nó thế nào thì không cần quan tâm. Đấy, nó có thể rất khác nhau về mặt nội dung mà chúng ta nhìn thấy, nhưng mà khi phóng lớn lên thì thằng nào cũng giống thằng nào cả. Đấy đều là những cái hình ảnh được xây dựng bởi tổ hợp của rất nhiều các cái hình vuông nhỏ nhỏ. Mỗi hình vuông là một màu khác nhau. Ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy nó hơi giống như là cái nó hơi giống như là cái tranh ghép hình ấy. Đó, một cái tranh có một nội dung gì đó và khi người ta chia nhỏ ra thành các ô khác nhau và xáo trộn đi thì chúng ta là người chơi thì chúng ta sẽ phải tìm cách chúng ta ghép đúng cái thứ tự và lúc đấy thì nó sẽ hoàn thiện thì nó sẽ trở thành một cái bức tranh có nội dung gì đó. Thế còn ở trong này thì cái bức tranh ghép hình của chúng ta thì nó không có nội dung trong từng miếng mà mỗi miếng đó nó chỉ có một màu sắc khác nhau thôi và sắp xếp theo một cái cách thức nào đó thì ra cây, sắp xếp theo một cách thức nào đó thì ra người, sắp xếp theo một cách thức nào đó thì ra trời. Đấy, và tất cả nó đều là những cái mảnh ghép nhỏ như thế và chúng ta đi đến một cái kết luận rằng là ở trong các cái bức ảnh thì thành phần nhỏ nhất của nó là các ô vuông đó. Đấy, và Photoshop thì nó gọi đấy là điểm ảnh, hay là về mặt thuật ngữ thì nó gọi là pixel. Đây, pixel hay là điểm ảnh. Thì đấy là cái đơn vị nhỏ nhất, đấy là cái thành phần mà cấu tạo lên bất cứ một cái bức ảnh nào. Thế thì sau khi tạm thời thống nhất với nhau về cái cấu trúc của các bức ảnh thì chúng ta ok, nội dung của các bức ảnh thì là được xây dựng bởi các cái pixel hay các điểm ảnh như thế này. Và nếu mà phóng lớn lên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái số lượng điểm ảnh ở trong mỗi bức ảnh nói chung là tùy vào cái kích thước của nó to nhỏ khác nhau thì nó sẽ có số lượng khác nhau. Nhưng mà nhìn chung thì một cái bức ảnh thì nó cũng tương đối nhiều có pixel. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta làm việc thì bản chất đó là chúng ta làm việc với các pixel. Nhưng với cái số lượng pixel rất là lớn như thế này thì làm sao để mà chúng ta làm việc một cách chính xác, làm sao để chúng ta cho chương trình biết là chúng ta làm việc với pixel nào và không làm việc với pixel nào. Thế thì ở mặt thao tác thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp làm việc. Một là chúng ta làm việc bằng công cụ. Làm việc bằng công cụ thì cái sự chủ động ở trong cái chọn lựa cái khu vực làm việc hay là làm việc với pixel nào thì nó cũng tương đối là có cái sự chủ động ở trong đó. Khi tôi chọn một công cụ thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một cái nó sẽ có một cái hình tròn tròn như thế này, có thể to có thể nhỏ. Đấy là nó thông báo về mặt diện tích và vị trí của công cụ, nơi đặt công cụ và chúng ta đặt công cụ vào đâu, chúng ta di công cụ thì có nghĩa là chúng ta đang làm việc với điểm ảnh ở khu vực đó thì nó tương đối là rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta còn có một cái cách làm việc khác nữa là chúng ta làm việc bằng lệnh. Làm việc bằng lệnh thì nó sẽ làm việc một cách rộng hơn, một diện rộng hơn và do đó thì cần phải xác định rất là chính xác về cái khu vực làm việc. Nếu không thì nó sẽ không hiểu được là chúng ta muốn làm được với cái pixel nào, với điểm ảnh nào. Tức là ví dụ như là tôi muốn tô một cái gì đó. Đó, tôi muốn tô vào một cái gì đó chẳng hạn như là cái cây này chẳng hạn. Đấy, cái khoảng đậm này bây giờ tôi muốn thay ra màu khác. Nếu như tôi sử dụng cái công cụ tô chẳng hạn thì tôi có thể là chọn một màu này, đúng không? Sau đó thì tôi có thể là tô trực tiếp vào đây để tô vào cái phần mà tôi muốn, ví dụ thế. Thì tôi muốn tô vào đâu thì tôi di đến đó thì nó rất là chủ động. Nhưng nếu bây giờ tôi sử dụng lệnh tô thì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh tô bằng cách là vào menu edit. Trong menu edit này thì tôi sẽ tìm tới lệnh tô là lệnh fill, hoặc là các bạn có thể nhấp phím tắt là shift F5. Khi mà chúng ta gọi lệnh này ra thì nó sẽ mở ra một hộp thoại, nó gọi là hộp thoại fill. Trong này chúng ta sẽ có 9 cái cách tô khác nhau và một số cái rất là đơn giản, đó là foreground color,
được cung cấp ngày đầu tiên chính là cái ô này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh tô để chúng ta tô vào đây. Trong đầu chúng ta thì ví dụ như là tôi chỉ muốn tô vào trong cái này thôi, và tôi nghĩ là như thế, nhưng mà máy nó có hiểu được hay không thì lại là vấn đề khác, đúng không? Bây giờ tôi nhấp OK để mà tôi ra lệnh tô thì rõ ràng là nó không hiểu, và kết quả chúng ta nhận được là toàn bộ cái ảnh này bị tô theo cái màu mà chúng ta vừa mới chọn. Như vậy là nó không hiểu được là tôi muốn làm việc với pixel nào, và nó sẽ làm việc với toàn bộ các pixel hiện có. Vậy thì dẫn tới một cái vấn đề là để mà thao tác đối với lệnh, hoặc là đôi khi kể cả với công cụ, chúng ta cũng phải chỉ định một cách thật là chính xác là cái pixel nào được phép làm việc và pixel nào là không. Thế thì từ đấy thì nó lại dẫn tới một cái khái niệm ở trong Photoshop cũng như là các chương trình mà xử lý ảnh nói chung, đó là khái niệm vùng chọn. Đấy, vùng chọn sinh ra thì nó sẽ giúp cho chương trình hiểu được là cần phải chọn những cái pixel nào để làm việc. Thế thì vùng chọn thì nó sẽ được tạo ra như thế nào? Để tạo ra một vùng chọn thì chúng ta phải có công cụ tạo vùng chọn. Thì chúng ta sẽ có 3 cái nhóm công cụ tạo vùng chọn được cung cấp ở ngay trên đầu của một công cụ, bao gồm nhóm đầu tiên là công cụ Mackie. Nhóm này thì cung cấp 4 cái tùy chọn khác nhau. Thực ra thì gọi là 2 thì chính xác hơn. Đấy, Rectangle để giúp chúng ta tạo ra những cái vùng chọn hình chữ nhật, và Ellipse là tạo ra các cái vùng chọn hình Ellipse. Thế còn nhóm thứ hai thì cung cấp một cái số công cụ để tạo vùng chọn mang tính tùy biến. Nó có tên là Luxo, và trong này nó cung cấp 3 cái chế độ khác nhau: Luxo thông thường, Luxo kiểu polygon và Luxo magnetic. Và cuối cùng thì nó cung cấp thêm một cái phương pháp chọn nữa bằng 2 công cụ, gọi là công cụ Magic Wand, hay là chúng ta gọi nôm na gọi là công cụ đũa thần, và công cụ nữa gọi là công cụ Quick Selection. Thế thì khi mà tôi sử dụng một trong các cái công cụ này, tôi tạo ra cái vùng chọn thì trông nó như thế nào? Khi mà tôi sử dụng công cụ này chẳng hạn, tôi nhấp chuột, tôi kéo một cái, thì tôi khi nhả chuột ra thì chúng ta sẽ thấy rằng xuất hiện ở trên màn hình một cái khu vực được giới hạn bởi một cái đường đứt đoạn như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, hay là người ta còn gọi cái này gọi là đường kiến bò. Thế thì cái vùng chọn này khi mà phát sinh ra thì nó có ảnh hưởng gì tới bức ảnh không? Không, không ảnh hưởng gì hết. Nó là một cái vùng chọn trôi nổi. Tôi có thể đưa công cụ tạo vùng chọn vào đây và tôi bấm giữ, tôi có thể lôi nó đi bất cứ cái vị trí nào ở trên cái bức ảnh, và nó không có ảnh hưởng gì tới cái bức ảnh này cho tới khi nào tôi thực hiện một lệnh nào đó. Đấy. Ví dụ chúng ta quay trở lại với lệnh tô Edit Fill và chọn foreground color chẳng hạn, là chính là cái màu ô này, nhấp OK. Lúc này thì chúng ta thấy rằng là màu cũng được tô vào, nhưng mà nó không tô tràn hết cả ra toàn bộ bức ảnh nữa, mà nó sẽ tô chỉ ở trong cái phạm vi mà cái vùng chọn chúng ta vừa vẽ ra thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái vùng chọn nó đóng vai trò là đánh dấu hay là thông báo cho chương trình biết rằng là những cái pixel nào, những điểm ảnh nào nằm trong cái phạm vi mà cái vùng chọn vừa được tạo ra đó thì mới được phép là nhận lệnh, còn thằng nào mà nằm ngoài thì không được phép nhận lệnh, không liên quan đến thao tác mà chúng ta vừa mới làm. Đây, ví dụ kể cả trong trường hợp bây giờ tôi dùng công cụ nhé, ví dụ tôi chọn màu đỏ để tô một cái chỗ mà không có vùng chọn, thì tôi có thể vẽ vào bất cứ đâu, ngoặc ngoạc vào bất cứ đâu tôi thích đó. Nhưng với cái ảnh này mà bây giờ tôi có vùng chọn, tôi vẽ ở các vùng bên ngoài vùng chọn này thì các bạn sẽ thấy không có tác dụng gì hết. Nhưng khi tôi đưa vào trong vùng chọn tôi vẽ thì nó lại vào, nó hiển thị ở trong này thôi. Còn cứ ra khỏi cái phạm vi vùng chọn này là không có tác dụng nữa. Thì các bạn thấy rất rõ rằng là cái vai trò của vùng chọn là xác định cái vùng được phép làm việc. Đấy, và như các bạn thấy là thao tác tôi có thể là làm rất là rộng tay, có thể cả bên ngoài cả bên trong, nhưng mà tất cả những cái nào nằm bên ngoài này là bị vô hiệu hóa hết, và chỉ những cái điểm ảnh nào nó nằm ở trong cái vùng chọn này thì nó mới được phép là nhận lệnh hoặc là nhận công cụ tác động vào thôi. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết cái vai trò của vùng chọn, có nghĩa là xác nhận cái khu vực được phép làm việc. Đấy.
Thế thì cái vùng chọn này thì sau khi mà thống nhất sơ về cái vai trò của nó thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các cái tùy biến và những cái điều khiển dành cho vùng chọn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số thứ như sau. Đầu tiên là các cái khái niệm. Thì vùng chọn thì bao giờ cũng sẽ chỉ có một vùng chọn duy nhất trong một thời điểm thôi. Đấy, không bao giờ có hai vùng chọn cùng hiện diện cùng một lần. Vùng chọn dù to, dù nhỏ, dù tròn, dù méo, dù vuông, dù có bất cứ hình thức nào, thì khi nó đang hiển thị thì bao giờ cũng chỉ là một vùng chọn duy nhất. Thế còn tạo ra thì các bạn có thể dùng một trong ba cái nhóm công cụ này để các bạn tạo. Thế còn hủy đi thì sao? Hủy đi thì chúng ta có mấy cách như sau. Nếu các bạn đang sử dụng một công cụ tạo vùng chọn nào đó và hiện tại đang có một vùng chọn rồi, thì các bạn có thể sử dụng một trong cách như thế này. Các bạn chỉ cần dùng cái công cụ tạo vùng chọn này, các bạn bấm ra bên ngoài cái vùng chọn hiện hành, bấm một cái thôi, thì cái thao tác đó nó sẽ hủy cái vùng chọn hiện hành đi. Hoặc nếu như đang có một vùng chọn này mà tôi dùng một công cụ tạo vùng chọn khác, tôi tạo một vùng chọn mới, thì vùng chọn mới này mặc nhiên là nó sẽ tự động nó hủy bỏ vùng chọn cũ đi, thay thế bằng vùng chọn mới này. Thế còn nếu mà chúng ta dùng lệnh một cách chính tắc thì đây, các bạn tìm vào cho menu select. Khái niệm vừa rồi là chúng ta là select chọn các điểm ảnh, cho nên là tất cả những cái gì mà thuộc về vùng chọn thì chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta làm việc ở trong menu select này. Và để hủy bỏ một vùng chọn thì chúng ta sẽ có lệnh này, gọi là lệnh deselect, hay là phím tắt của nó là Ctrl D. Khi chúng ta nhấn lệnh này thì vùng chọn hiện hành sẽ bị hủy bỏ đi. Ngay bên dưới cái lệnh đó thì nó là lệnh reselect. Thì cũng vẫn Ctrl D, nhưng lúc này thì nó thêm phím Shift vào nữa, gọi là Shift Ctrl D. Khi chúng ta nhấn tổ hợp này thì nó sẽ khôi phục lại cái vùng chọn vừa bị hủy. Thế còn một khái niệm nữa là invert. Invert là như thế nào? Invert là đảo ngược cái vùng chọn hiện hành. Vừa nãy chúng ta vừa mới nói khái niệm về vùng chọn là gì? Vùng chọn là nơi đánh dấu cái khu vực được phép làm việc. Bây giờ tôi đang có một vùng chọn như thế này thì tất cả những cái vùng bên ngoài này là không được phép làm việc, chỉ những cái pixel nào nằm trong này mới được phép nhận lệnh hoặc là được phép làm việc bằng công cụ trong này thôi. Tuy nhiên nếu mà tôi sử dụng lệnh invert thì mọi thứ đảo ngược lại. Vừa nãy là bên ngoài này không được phép làm việc mà chỉ có bên trong này. Còn nếu mà tôi chọn lệnh invert thì nó sẽ tạo ra một vùng chọn đảo ngược. Lúc này thì chỉ có những cái gì mà nằm ở ngoài này thì được phép làm, còn trong này thì lại không nhận lệnh nữa, là chúng ta đảo ngược vai trò lại. Đấy. Thế còn một lệnh đầu tiên đó là on hay là select on đó. Thì chúng ta sẽ có phím tắt là Ctrl A. Khi tôi nhấn Ctrl A trên bàn phím hoặc là tôi mở lệnh select chọn on thì nó sẽ chọn toàn bộ cái layer này. Thực ra thì cái lệnh này thì có hai cách làm. Một là tôi không chọn gì cả đó. Không chọn gì cả thì nó cũng đã tự hiểu rằng là làm việc tất. Hoặc là Ctrl A thì là chọn tất. Cách nào cũng được, tùy từng trường hợp mà chúng ta chọn dùng lệnh hay không dùng lệnh. Thế đấy là thao tác để gọi là những cái khái niệm cơ bản của vùng chọn. Bây giờ chúng ta em hỏi trước về cái bước selection nhá. Khi mình ví dụ những cái chỉnh ảnh ấy, em đã chọn một vùng rồi nhưng mà nó có những cái vùng em không cần thiết vào chỗ đấy thì em bỏ những chỗ đi thì làm nào? Bây giờ tiếp theo nhé, chúng ta sẽ xem thêm một vài cái khái niệm nữa về vùng chọn này. Vừa rồi là chúng ta vừa giới thiệu là tạo ra vùng chọn này, select all này, deselect này, reselect và invert. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái thao tác là mở rộng, thu hẹp vùng chọn, rồi thì cách vẽ vùng chọn từ góc, cách vẽ vùng chọn từ tâm, vân vân. Thế thì về mặt nguyên tắc, bao giờ cũng sẽ chỉ có một vùng chọn duy nhất hiển thị trong một thời điểm. Bây giờ tôi sẽ thao tác với cái vùng chọn này. Đấy. Muốn chọn vùng nào thì tôi sẽ kéo nó tới cái khu vực mà tôi muốn chọn.
Tuy nhiên là nó có bao được lấy cái khu vực mà tôi muốn lấy hay không. Ví dụ tôi muốn chọn lấy cái cây này, nhưng mà rõ ràng ở đây thì mặc dù tôi có thể nhích lên nhích xuống nhưng mà nó không bao hết cái cây được. Đó, cái tán lá này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà dịch sang để lấy được phía bên trái thì nó lại mất một tí bên phải. Đấy, rồi thì thân cây thì cũng chưa lấy hết, đó. Nếu mà dịch sang phải một tí tẹo thì lại bị tòi một tí bên trái. Nếu mà dịch xuống đây để lấy được cái ngọn cây thì cái gốc cây vẫn bị ra ngoài một tí. Vậy thì bây giờ có hai cách thôi. Một là chúng ta sẽ vẽ lại một vòng tròn khác to hơn. Hai là chúng ta hiệu chỉnh nó để làm sao nó bao được lấy cái khu vực mà chúng ta cần. Vẽ lại thì rất là đơn giản thôi. Tôi chỉ việc là bấm ra ngoài và sau đó thì tôi vẽ lại một vòng tròn khác lớn hơn, bao cho kín lấy được cái khu vực mà chúng ta cần thì là chúng ta lấy được. Thế còn cách khác thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai cách như sau. Một là chúng ta sử dụng lệnh nhé. Thì lệnh này nó cũng sẽ nằm ở trong menu select. Như vừa rồi chúng ta nói là tất cả những cái gì mà liên quan tới vùng chọn thì chúng ta sẽ tìm ở trong này. Thì chúng ta sẽ tìm tới một cái lệnh nó gọi là lệnh transform selection. Khi mà tôi nhấn lệnh transform selection thì có điều gì xảy ra? Nó sẽ hiện ra một cái khung điều khiển bao xung quanh cái vùng chọn hiện hành với 8 cái tay nắm điều khiển hình vuông nhỏ nhỏ nằm ở giữa các cạnh và nằm ở các góc. Bằng cách là nhấn vào một trong những cái tay nắm điều khiển này và kéo nó theo chiều mình muốn thì tôi có thể mở rộng hoặc thu hẹp cái vùng chọn hiện hành được. Và bằng cách như thế này thì tôi có thể là tăng hay giảm cái kích thước của cái vùng chọn. Ngoài cái cách là thao tác với lại các cái tay nắm điều khiển nằm ở giữa thì chúng ta còn có thể bấm vào đây để chúng ta điều khiển ở góc. Và khi chúng ta điều khiển ở góc thì cùng một lúc tôi có thể tăng hoặc giảm cả chiều rộng lẫn chiều cao của cái vùng lựa chọn này. Sau khi mà chúng ta co kéo xong, đạt được tới cái kích thước bao lấy cái khu vực cần thiết rồi thì chúng ta sẽ xác nhận là thôi, không chỉnh sửa nữa. Thì chúng ta sẽ có 3 cách. Một là các bạn nhấp nút chuột, hai là các bạn nhấn Enter trên bàn phím, hoặc là 3 là các bạn bấm vào cái biểu tượng Commit ở trên thanh Option. Đây, biểu tượng này, tích về, hoặc là nhấp nút chuột hoặc là Enter. 3 cách có tác dụng như nhau. Và sau khi mà chúng ta xong là đã hiệu chỉnh thì nó sẽ cập nhật cái kích thước mới, vị trí mới của cái vùng chọn. Và do đó thì bây giờ tôi đã chọn được cả cái cây này. Thế nhưng mà còn một cách khác nữa là chúng ta sẽ không sử dụng cái lệnh transform. Đây, ví dụ tôi có một vùng chọn bé như thế này. Bây giờ tôi muốn nới rộng nó ra thì tôi sẽ làm cái cách tức là thêm vào các vùng chọn mới để mở rộng cái vùng chọn hiện hành ra. Và lúc này thì chúng ta sẽ thao tác như sau. Các bạn sử dụng phím Shift, nhấn giữ phím Shift ở trên bàn phím và sau đó thì quan sát trỏ chuột lúc này thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái dấu cộng, tức là báo rằng là nó sẽ thêm vào. Và bằng cách nhấp chuột vẽ ra một cái vùng chọn mới. Vùng chọn mới này thì nó sẽ làm mở rộng vùng chọn cũ ra. Khi nó giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó tự động trộn vào và nó thành ra một vùng chọn lớn hơn. Bằng cách này tôi có thể mở rộng cái vùng chọn ra được. Và đôi khi thì cũng không phải nhất thiết là nó phải nằm trộn vào với nhau, nằm sát vào nhau. Ví dụ tôi có thể vẽ ra một vùng chọn khác không chạm vào để nó không hòa trộn. Và lúc này thì vùng chọn của chúng ta nó nằm thành hai khu vực. Hoặc đây nữa, thêm nữa là ba khu vực. Thế nhưng mà trông thì có vẻ là ba phần, nhưng mà thực tế thì nó chỉ là một vùng chọn mà gồm có nhiều khu vực nhỏ khác nhau nằm rải rác. Chúng ta có thể kiểm chứng việc này bằng cách ví dụ như là tôi thực hiện là lệnh tô nhé, Edit Fill chẳng hạn. Đây, các bạn sẽ thấy là cùng một lúc thì cả ba cái khu vực này cùng nhận một lệnh. Do đó chúng ta có thể kết luận luôn rằng đây nó chỉ là một vùng chọn mà nó phân chia ra làm các khu vực nhỏ thôi. Thế đấy là thao tác mở rộng hoặc là thêm vào. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Ví dụ tôi có một vùng chọn tôi vẽ ra rất là rộng thế này. Bây giờ tôi lại không muốn nó rộng này nữa, tôi muốn là cho nó sát dần sát vào với cái khu vực tôi muốn lấy. Vậy thì bây giờ tôi cần một khu vực nhỏ hơn. Tất nhiên chúng ta có thể sử dụng Select Transform Selection để chúng ta thu nhỏ lại. Thế còn ngoài ra thì chúng ta còn có một cách khác là xén bớt nó đi. Thì để xén bớt thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn nhấn giữ phím Alt ở trên bàn phím và sau đó thì vẽ ra cho tôi một cái vùng chọn mới. Nếu vùng chọn mới lại không giao cắt với vùng chọn cũ thì nhả chuột ra, nó không có gì thay đổi cả.
Nhưng nếu mà nó giao cắt với vùng chọn cũ thì cứ giao cắt với nhau ở đâu thì vùng nào mà giao nhau sẽ bị xén bỏ đi. Đây, tôi sẽ xén bỏ bớt những cái vùng này bằng cách là tôi vẽ thêm những cái vùng chọn mới và nhấn giữ phím an trong cái quá trình mà tạo vùng chọn mới đó. Cứ giao cắt vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ xén bớt đi, và do đó thì tôi thu hẹp bớt cái vùng chọn hiện hành lại cho nó càng ngày càng sát vào cái đối tượng mà tôi đang muốn lấy. Thì đây là lệnh để xén bớt hay thu nhỏ cái vùng chọn lại. Trường hợp nữa là tôi giữ lại cái phần giao nhau. Đây, giữ lại phần giao nhau. Thì để thực hiện cái việc này thì tôi sẽ nhấn tổ hợp là Shift và An. Lúc này thì các bạn để ý đây nhá, nếu mà tôi nhấn Shift này là thêm vào thì trò chuột của tôi có một cái dấu cộng để báo là thêm vào. Nếu tôi nhấn giữ An thì trò chuột của tôi xuất hiện dấu trừ báo là trừ đi. Còn nếu tôi giữ cả Shift cả An thì lúc này không phải dấu cộng, không phải dấu trừ mà nó là dấu nhân. Và nếu trong trường hợp này mà tôi vẽ ra một vùng chọn mới thì sao? Vẽ ra một vùng chọn mới mà nó không liên quan đến vùng chọn cũ thì nó sẽ hiện ra một cái thông báo là chẳng có cái gì được chọn cả, tại vì là nó không hợp lý với cái lệnh này. Đấy. Còn nếu mà tôi có một vùng chọn cũ này, nhấn Shift nhấn An và tôi vẽ một vùng chọn mới này giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì tất cả những cái vùng nào ở trong hai vùng cả cũ cả mới mà không giao nhau thì sẽ bị bỏ đi, còn vùng nào giao nhau sẽ được giữ lại. Đấy. Thì đây là cái cách để mà giữ lại cái phần giao nhau giữa hai vùng chọn. Tương ứng với lại cái thao tác mà chúng ta nhấn giữ phím như thế thì thực ra như tôi nói ban đầu thì cái thanh option ở phía trên này là một cái thanh tùy biến, nó luôn luôn đưa ra các hỗ trợ cho những cái thao tác phù hợp với công cụ mà chúng ta đang chọn. Thì các bạn nhìn ở trên này thì ở đầu này nó có bốn icon tương ứng với lại bốn chế độ vừa rồi mà chúng ta vừa giới thiệu. Nếu mà trỏ chuột vào thì các bạn sẽ thấy lần lượt có cái tên như sau: New Selection, đây là chế độ mặc định để xác nhận rằng là luôn luôn sẽ chỉ có một vùng chọn duy nhất hiện hành, và nếu như mà tôi vẽ ra một vùng chọn mới thì vùng chọn mới này sẽ hủy bỏ vùng chọn cũ đi và nó sẽ là cái thằng mới sẽ hiện diện. Thế đấy là chế độ đầu tiên và đây là mặc định. Chế độ thứ hai là Add to Selection, thì là thêm vào vùng chọn đã có. Cái này nếu tôi nhấn chuột xuống thì nó sẽ tương ứng với cái thao tác mà nhấn giữ phím Shift ở trên bàn phím. Nhưng lúc này tôi không cần phải giữ phím Shift nữa tại vì tôi đã ấn cái biểu tượng này xuống rồi. Và các bạn để ý, trỏ chuột của tôi bây giờ lúc nào cũng dính vào với lại cái dấu cộng này, và tôi cứ vẽ thêm vào thì nó mở rộng ra, có thể là liền nhau hoặc có thể cách nhau, nhưng mà như vậy là tôi luôn luôn sẽ thêm được các vùng mới vào. Còn trường hợp tôi nhấn vào cái biểu tượng thứ ba là Subtract from Selection thì lúc này nó sẽ tương ứng với lại cái thao tác nhấn giữ phím An, và trỏ chuột lúc này có dấu trừ và tôi cứ vẽ vùng chọn mới giao cắt vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ xén bỏ đi. Thế còn cái cuối cùng tương ứng với lại cái lệnh là Intersect with Selection, tức là vẽ ra một vùng chọn mới giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ giữ lại cái phần giao nhau và bỏ tất cả phần không giao nhau đi. Đấy. Tuy nhiên chúng ta lại phải tìm hiểu thêm một chút là nên sử dụng cái phương pháp nhấn các icon ở trên thanh option hơn hay là chúng ta nhấn giữ phím tắt hơn. Trường hợp nếu như là một người mà tay chân có vấn đề thì lúc đấy mới hão sử dụng cái hỗ trợ ở trên thanh này, còn nếu không thì các bạn nên nhấn phím tắt hơn. Vì sao? Vì khi tôi nhấn vào trong cái icon này thì nó sẽ trở thành chế độ mặc định, và lúc nào nó cũng hoặc là gì đấy ạ, thêm vào, hoặc là lúc nào nó cũng trừ đi, hoặc lúc nào nó cũng sẽ giữ lại phần giao cắt và bỏ đi phần không giao cắt, mà không phải lúc nào chúng ta cũng cần cái đó. Đấy là những trường hợp tương đối đặc biệt thôi. Còn cái mà chúng ta cần thì lại là sự linh động, chính là cái New Selection. Đấy, và do đó thì chúng ta nên là để nguyên cái này, hạn chế đến mức tối đa cái việc nhấn giữ ở đây.
trừ phi là các bạn chưa quen, hoặc là đấy, trong một số trường hợp có một số người thao tác tay chân nó khó thì có thể là họ sẽ cần đến sự trợ giúp của những cái icon ở phía trên này. Còn nếu mà các bạn thao tác tốt, không có vấn đề gì về tay chân cả thì nên là sử dụng phím tắt, bởi vì nó tạo ra sự linh hoạt. Sau khi chúng ta nhấn an hay là nhấn giữ shift xong việc, người ta nhả ra là nó quay trở về cái mặc định rồi, nó sẽ không bị vướng chất vào một cái chế độ nào mà chúng ta không mong muốn. Thì đấy là cái thao tác mở rộng, thu hẹp hoặc là giữ lại phần giao nhau của các vùng chọn, hoặc là tạo ra các vùng chọn mới. Và lưu ý rằng là nên sử dụng bàn phím hơn là các chế độ ở trên này. Một khái niệm tiếp theo nữa chúng ta cần phải xem xét tới, đó là cái khái niệm feather. Feather hay là dịch nghĩa bóng, tức là tạo ra cái vùng ảnh hưởng của một vùng chọn. Thì vừa nãy khi mà giới thiệu về vùng chọn thì chúng ta đã xác nhận rằng là vùng chọn phát sinh ra thì nó sẽ đánh dấu cái số pixel nào nằm trong phạm vi của vùng chọn thì được phép nhận lệnh hoặc là được phép thao tác. Còn những pixel nào mà không nằm ở trong phạm vi đó thì không được phép nhận lệnh, không được phép thao tác. Và khi mà chúng ta tô màu thì chúng ta thấy rất rõ, đó là màu không hề vượt ra khỏi cái phạm vi ranh giới của cái vùng chọn đã được tạo ra. Tuy nhiên là cái feather này thì nó lại có tác dụng là cho phép vượt ra khỏi cái ranh giới mà chúng ta vừa mới tạo. Chúng ta thử nghiệm bằng cách là điền vào đây một cái tham số, ví dụ như là 10, 20 pixel gì đó. Đấy, và chúng ta sẽ có hai cái kiểm chứng. Đây, tốt nhất là chúng ta làm ở trên một cái tài liệu mới này nhé, trắng như thế này để cho nó dễ nhìn. Đây, tôi tạo ra một cái vùng chọn đó, sau đó tôi sẽ tiến hành tô edit fill như lệnh vừa đấy nhé, foreground color tô màu đỏ đi. Đây, đây là vùng chọn bình thường với feather bằng không. Thì chúng ta thấy cực kỳ rõ là cái ranh giới vùng chọn này cũng chính là ranh giới mà phép tô được phép làm, mà không hề có một tí tẹo màu nào được lấn ra khỏi cái ranh giới này cả. Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác đối chứng bằng cách là tôi đánh dấu vào đây và tôi cho một tham số, ví dụ 10 hoặc 20 pixel gì đó. Sau đó thì tôi bắt tay tôi vẽ thêm một cái vùng chọn mới bằng cách giữ shift và vẽ ra một cái vùng chọn cũng có kích thước gần tương tự như thế. Bây giờ tôi nhả chuột ra, quan sát một chút chúng ta sẽ thấy có cái sự khác biệt. Cái hình bên trái là cái hình mà không dán feather, thì cái vùng chọn nó là hình chữ nhật với lại các góc rất là sắc nhọn. Tuy nhiên là cái vùng ở bên phải chúng ta vừa tạo ra thì khi chúng ta dán feather, lúc chúng ta vẽ trông nó giống hình chữ nhật, nhưng mà đến lúc tôi nhả chuột ra một cái thì cái điều đầu tiên đập vào mắt là các cái góc nó bị về tròn tròn như thế này. Đấy là mới vùng chọn thôi. Bây giờ chúng ta lại check tiếp bằng cách là cũng sử dụng lệnh tô như vừa rồi, edit fill hoặc là các bạn gọi phím tắt là shift F5, sau đó cũng chọn foreground, tức là vùng tô cái màu đỏ hiện tại này, nhấp ok và chúng ta xem sự khác biệt nhé. Sau khi mà chúng ta tô thì các bạn thấy là hình bên trái và hình bên phải có sự khác biệt với nhau. Thứ nhất là về hình hài thì một cái là sắc, một cái là lu đường biên. Thứ hai là màu thì ở bên trái nó đều, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ tâm ra ngoài hay từ biên vào tâm thì nó cũng đều tô một màu giống hệt nhau, không có gì khác biệt cả. Tuy nhiên cái hình ở bên phải chúng ta vừa làm đối chứng thì chúng ta thấy rằng là màu nó không đều như thế, có chỗ đậm và có chỗ nhạt, và màu đậm thì nó lại nằm ở cái khu vực tâm, còn màu nhạt, màu không rõ ràng thì nó nằm ở biên. Và điều thứ hai nữa là cái vùng chọn bây giờ không còn là cái ranh giới hàng rào nữa, có những thứ đã vượt ra khỏi hàng rào rồi, và vượt ra ngoài nhiều hay ít thì do cái feather mà chúng ta dán vào đấy là to hay nhỏ. Ví dụ bây giờ tôi undo lại nha, và tôi vẽ lại thử cái vùng chọn này bây giờ với cái tầm độ khoảng 100 đi, xem nó ra cái gì. Đây, tô lại nha. Đấy, lúc này thì cái góc bị làm tròn nhiều hơn, và nếu tôi tô cũng lại như thế thì
thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng nó vươn ra ngoài còn nhiều hơn nữa. Ở tâm thì rõ hơn, ở rìa thì mờ, và được phép là gì đấy, cho phép thì lấn ra khỏi cái gì ạ, lấn ra khỏi ranh giới của vùng chọn, lấn ra nhiều hay ít thì do cái tham số này chúng ta dán to hay nhỏ đấy. Càng ra xa thì càng yếu đi. Thế như vậy là cái feather là cho phép gì ạ, lấn ra khỏi vùng chọn hiện hành và tạo ra một cái vùng ảnh hưởng ở bên ngoài, và cái vùng lấn ra nhiều hay ít thì do tham số lớn hay bé đấy. Và biên của những cái vùng mà có feather thì nhìn không rõ. Thế thì chúng ta sẽ dẫn tới một cái nhận thức rằng là thao tác nào mà chúng ta cần rõ ràng, mạch lạc thì chúng ta sẽ sử dụng cái vùng chọn mà không có feather. Còn cái thao tác nào mà chúng ta muốn nó lẩn khuất vào nhau này, không rõ ràng biên độ lắm, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tham số feather. Tuy nhiên thì lúc này lại có một cái lưu ý về thao tác sử dụng, thì tôi lại khuyến cáo các bạn là không nên sử dụng cái feather ở đây, vì một vấn đề rất là mất thì giờ, đó là khi chúng ta gán xong thì chúng ta phải xóa nó đi, chúng ta lại phải giảm nó về không. Và còn nếu mà tôi không trả cái này về không thì bất cứ một cái vùng chọn mới nào tôi vẽ ra nó cũng sẽ, dù to dù nhỏ, nó cũng sẽ được làm sao đây, gán luôn cái feather đó, và cái vùng chọn nó sẽ bị gòn góc tròn tròn như thế này. Và lúc này thì lúc nào nó tô vẽ nó cũng mờ mờ ảo ảo cái vùng biên. Nhưng mà như chúng ta biết rồi đấy, lúc thì cần sắc, lúc thì cần mờ, lúc cần mờ nhiều, lúc cần mờ ít, không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế cho nên là cái con số này còn tồn tại đây thì lúc nào nó cũng chốt chết chúng ta vào một cái chế độ. Do đó thì lời khuyên là không nên sử dụng cái tham số ở đây, mà hãy trả nó về không cho tôi. Vậy thì nếu mà tôi muốn vẫn muốn dùng feather thì tôi sẽ dùng ở đâu? Thì lúc này chúng ta sẽ dùng như sau. Các bạn vào trong menu select, tại vì đây vẫn là lệnh chọn mà. Sau đó thì các bạn vào modify, trong modify các bạn vào cái feather. Điều kiện là gì? Điều kiện là phải có một vùng chọn đã. Đấy. Cho nên cách dùng thì chúng ta sẽ thường dùng là vẽ một cái vùng chọn không có feather gì hết. Vẽ xong rồi thì lúc đó chúng ta mới vào select, vào modify, và chúng ta tìm tới cái lệnh feather nằm trong này. Phím tắt của nó là Shift F6. Các bạn mở hộp thoại ra, và lúc này chúng ta sẽ có một cái trường feather reduce thay thế cho cái trường ở bên trong này. Các bạn nhập tham số vào đây, nhấp OK. Sau khi mà chúng ta làm xong thì các bạn thấy là cái góc của cái vùng chọn này cũng bắt đầu được về tròn. Và nếu như mà tôi tô màu thì các bạn cũng sẽ thấy là gì đấy ạ, nó cũng sẽ giống như là cái hình ở phía trên này, cũng mờ mờ ở biên, cũng rõ ở tâm. Thế nhưng mà điểm đặc biệt là gì? Khi tôi gán cái modify feather ở đây thì nó chỉ có thao tác trong một lần thôi. Sau đó tôi vẽ bất kỳ một cái vùng chọn nào mới thì nó cũng vuông thành sắc cạnh, cũng sắc lẻ như thế này. Nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái tác động của lệnh feather trước nữa. Và do đó thì nó chủ động cho chúng ta trong cái quá trình mà làm việc. Đấy, và như vậy thì chúng ta nhớ là đừng dùng cái feather ở trên thanh option. Mặc dù option là cái đường mà nó rất là tiện cho thao tác, nhưng mà không phải cái gì cũng là tiện hoàn toàn đâu. Thế thì đấy là khái niệm nữa, là khái niệm về feather. Bây giờ chúng ta lại xem thêm một cái thao tác nữa, đó là thao tác vẽ cái vùng chọn từ đâu. Bình thường thì thao tác ở đây thì bắt đầu tôi cũng nói kèm luôn, vừa khái niệm chung là cái vùng chọn nói chung, và cộng thêm một cái khái niệm nữa là cái vùng chọn là những cái option mà dành cho cái công cụ Marquee. Và bây giờ chúng ta đang làm việc với công cụ Rectangle Marquee để chúng ta tạo ra các vùng chọn hình chữ nhật. Thế thì để vẽ, thông thường thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn công cụ này, và sau đó chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo dê. Thường thường thì theo thói quen là chúng ta hay vẽ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, theo cái tư duy mà viết chữ đó.
Thế nhưng mà nếu như mà tôi không muốn là vẽ một cái vùng chọn bắt đầu từ góc, tất nhiên đấy là thói quen thôi, nhưng mà tôi cũng có thể từ một điểm này tôi vẽ ngược lên trên, vẽ từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái cũng đều được cả, miễn là nó tạo ra vùng chọn. Thế nhưng mà như vậy là chúng ta thấy bất cứ trong trường hợp nào cái vùng chọn chúng ta vừa mới vẽ đều là xuất phát từ một góc nào đó. Bây giờ tôi không muốn vẽ từ góc nữa, tôi muốn vẽ từ tâm, thì tôi sẽ làm như nào? Để vẽ từ tâm thì tôi sẽ nhấn dự phím A. Yeah. Thì lúc này tôi sẽ vẽ từ tâm vẽ ra, chứ không phải là bắt đầu từ góc nữa. Đây, các bạn quan sát. Cùng một lúc bốn góc, cùng duỗi, cùng co, cùng tăng, cùng giảm. Và đây là cách vẽ từ tâm vẽ ra. Thế còn nếu mà muốn vẽ cho từ tâm vẽ ra mà đều thì các bạn nhấn Alt Shift thì nó sẽ vẽ đều ra. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái vùng chọn nó có tính chất là hình vuông. Thế và thêm một số các cái option nữa cho cái cách tạo vùng chọn bằng công cụ Marquee, với cái tùy biến là cái chọn là Rectangular Marquee Tool và vẽ hình chữ nhật. Thì các bạn sẽ nhìn lên đây, các bạn còn thấy một cái trường nữa là cái trường Style. Trường Style này thì cung cấp những cái gì? Trường Style này cung cấp 3 cách vẽ như sau. Mặc định của chương trình là Normal, nhưng mà ngoài Normal thì chúng ta còn có hai chế độ nữa là Fix Ratio và Fix Size. Normal thì sao? Normal là mặc định ban đầu. Thực ra thì chúng ta thấy là muốn sao thì vẽ vậy, đúng không? Cứ nhấp chuột, muốn rộng thì vẽ rộng, muốn hẹp thì vẽ hẹp, muốn cao thì vẽ cao, muốn thấp thì vẽ thấp, muốn béo thì kéo béo, mà muốn gầy thì kéo gầy. Đấy là tùy tay chúng ta. Đấy là chế độ Normal. Mà cái chế độ này thì nó sẽ giúp chúng ta làm việc thoải mái nhất, muốn sao vẽ thế. Thế còn trường hợp thứ hai là sao? Trường hợp thứ hai là sổ danh sách ra và chúng ta có một cái tùy chọn là Fix Ratio. Trường hợp này khi mà chúng ta kích hoạt thì nó sẽ làm cho hai cái ô kế cận này được bật lên, là ô chiều rộng và ô chiều cao. Và trong này thì chúng ta thấy có hai tham số là 1 và 1. Lúc này nếu như tôi vẽ một cái vùng chọn mới thì các bạn để ý là khi tôi vẽ một vùng chọn bé từ này, to hơn một tí, to hơn một tí nữa, hoặc là rất to như thế này, thì cuối cùng nó đều là theo cái tỷ lệ 1:1 này mà nó sẽ tạo ra một vùng chọn theo kiểu hình vuông. Nếu mà tôi thay đổi cái tham số này đi, ví dụ 1:2 chẳng hạn, thì lúc này tôi vẽ dù bé như thế này, lớn hơn nữa thì nó cũng sẽ tuân thủ với cái tỷ lệ đã được yêu cầu như thế này. Thì lúc đó nó sẽ vẽ đúng ra cái tỷ lệ mà chúng ta mong muốn khi mà chúng ta điền số ở đây. Thế còn trường hợp đặc biệt thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể để Normal và chúng ta giữ Shift trong lúc vẽ thì nó sẽ tự động nó khóa cái tỷ lệ thành ra 1:1. Đấy, ngầm định là thành 1:1 luôn. Cho nên nếu như mà trong trường hợp các bạn cần một cái tỷ lệ nào đó khác với tỷ lệ 1:1 thì các bạn hãy bật cái thằng này lên. Còn nếu mà tỷ lệ 1:1 như cái hình mẫu lúc vừa rồi mà chúng ta vừa mới yêu cầu lúc mở ra ấy, thì thay vì là chuyển Fix Ratio thì cứ để Normal thế này, giữ Shift mà vẽ thì khắc và nó sẽ thành hình vuông thôi, to nhỏ tùy tay kéo. Thế còn trường hợp thứ ba là sao? Trường hợp thứ ba là Fix Size. Fix Size thì mặc định của chương trình, các bạn sẽ thấy là nó vẫn kích hoạt hai cái trường chiều rộng và chiều cao lên và có những con số ở trong hai ô chiều rộng chiều cao này. Tuy nhiên nó khác với Ratio thì ngoài cái con số ra thì nó còn có thêm cái đơn vị đo là PX, tức là đại diện cho pixel, và mặc định của chương trình là 64 x 64 pixel. Vậy thì bây giờ thao tác của tôi sẽ là như thế nào? Thao tác của tôi là kích chuột một cái tại cái điểm nào thì tôi chỉ cần đặt chuột vào, tôi kích một cái thôi là nó tự động nó tạo ra một cái vùng chọn có cái kích thước đúng bằng yêu cầu 64 x 64. Đây bây giờ tôi chọn là 640 x 640 xem nó ra cái gì nhé. Này, kích chuột một cái thì nó ra một cái vùng chọn gì đây ạ, 640 x 640. Không cần phải dê chuột, không cần phải kéo cái gì hết, chỉ cần kích chuột thôi. Kích ở đâu nó sẽ là điểm góc trên bên trái của vùng chọn và nó sẽ tiếp tục mở rộng sang bên phải và xuống dưới để tạo ra một vùng chọn có kích thước đúng yêu cầu. Thế thì bây giờ lại quay trở lại là cái vùng chọn này với chế độ này thì chúng ta nên dùng cái nào, nên để cái nào? Đấy, thì câu trả lời là nên để ở chế độ Normal, tại vì đấy là cái chế độ mà nó cho phép chúng ta làm việc một cách thoải mái nhất và tùy biến cao nhất.
Còn lúc nào mà cần một cái tỷ lệ thật chính xác, tỷ lệ thôi nhé chứ không phải là kích thước nhé, thì các bạn đánh dấu vào fix ratio để gán cái tỷ lệ. Còn nếu 1:1 thì không cần, các bạn nhấn OM, các bạn giữ shift, các bạn kéo là xong, là nó sẽ giữ tỷ lệ 1:1 rồi. Còn cái trường hợp mà fix size thì trong trường hợp này chúng ta cần một vài trường hợp thôi, không nhiều. Ví dụ như là các bạn mà tạo mới một cái gì đó, ví dụ như là các bạn thiết kế một cái giao diện website, thì nó sẽ có cái độ chính xác về chiều rộng của màn hình cần phải tuân thủ, nếu không thì nó không phù hợp với lại độ rộng màn hình. Các bạn thiết kế một cái app cho di động chẳng hạn, thì các bạn muốn thiết kế cho nó dựa trên tỷ lệ của màn hình dạng nào thì các bạn cũng phải có cái kích thước đo cho nó chuẩn. Nếu mà sai lệch thì nó cũng sẽ làm cho hiển thị ở trên màn hình nó không đúng. Hoặc là cụ thể hơn nữa, nhỏ hơn nữa, thì là các cái Ecomotion, những cái hình biểu tượng mặt cười, mặt khóc, hoặc là những cái hình động mà các bạn vẫn chèn ở trong chat Yahoo ngày xưa, hay là bây giờ các bạn trên Facebook các bạn chèn những cái hình động, những cái biểu tượng đấy, thì nó có quy tắc của nó, là những cái icon đó, những cái Ecomotion đó nó được phép là rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu thì nó phù hợp với mặt tỷ lệ. Thì để thiết kế những cái đó thì chúng ta cần phải sử dụng đến những cái chế độ mà đo cho nó chuẩn xác, nếu không thì nó sẽ không phù hợp với lại độ phân giải, có thể nó bị to, nó bị nhỏ, nó bị méo hình đi, thì lúc đó chúng ta mới cần sử dụng đến fix size này. Thế còn phần lớn các cái công việc khác thì không cần thiết đến mức độ phải đo từng pixel một như thế này, tại vì là với độ phân giải lớn, ví dụ như là in chẳng hạn, thì độ phân giải của nó là 300 pixel trên in, thì lệch một vài pixel hay vài chục pixel nó không là cái gì cả, cho nên chúng ta không cần quan tâm đến cái đấy. Thì như vậy là về chế độ tạo vùng chọn, thì về nguyên tắc nếu mà các bạn làm việc với lại cái công cụ Rectangular Marquee thì nên để mặc định là norm thôi. Lúc nào cần cái gì đó hơi đặc biệt thì lúc ấy các bạn hãy chuyển cái chế độ khác. Thế thì như vậy là chúng ta đã làm quen với cái khái niệm đầu tiên, là các cái khái niệm cơ bản về vùng chọn, cũng như làm quen một chút về cái option cho cái công cụ tạo vùng chọn Marquee với cái dạng thức là Rectangular để tạo ra cái vùng chọn hình chữ nhật. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu cái công cụ cùng nhóm của nó là công cụ Elliptic. Thì như các bạn thấy là những cái công cụ này thì nó cũng nằm cùng một nhóm với nhau. Và để nhìn thấy được những cái công cụ mà bị ẩn thì chúng ta sẽ trỏ chuột vào trong cái hộp công cụ và nhấn giữ lâu lâu một chút, đại loại là trên một giây thì hãng nhả chuột ra, cho tới khi nào mà nó mở ra cái hộp công cụ ẩn này thì chúng ta sẽ nhìn thấy những công cụ cùng nhóm mà đang bị che khuất. Lúc này thì chúng ta có thể gọi nó. Và tôi có thể chuyển sang cái công cụ thứ hai là Elliptic Marquee. Tuy nhiên lúc này thì tôi lại để ý thấy là có cái phím tắt ở đằng sau. Và tôi thấy là Rectangular Marquee cũng như Elliptic Marquee thì đều có cái phím tắt là M cả. Vậy thì bây giờ tôi chuyển thử sang một công cụ khác, tôi nhấn M xem nó gọi cái gì. Tôi nhấn M thì nó chuyển sang Marquee thật. Nhưng mà bây giờ đang là Rectangular Marquee, là chọn cái công cụ hình chữ nhật. Tôi nhấn M thêm lần nữa, không có tác dụng gì cả. Thế thì bây giờ làm sao để mà tôi thấy những cái công cụ mà cùng phím tắt nhưng mà tôi có thể chuyển được giữa công cụ nọ sang công cụ kia? Thì các bạn lưu ý, đó là các bạn nhấn giữ thêm phím Shift trong cái lúc mà các bạn nhấn phím tắt. Bây giờ tôi Shift này, M này, thì nó chuyển sang cho tôi cái công cụ thứ hai trong nhóm là Elliptic Marquee. Vẫn giữ Shift, nhấn M lần nữa thì nó lại quay trở lại công cụ Rectangular. Đấy, thế thì nó nếu như có nhiều công cụ ở trong nhóm mà dùng chung phím tắt thì khi mà chuyển giữa công cụ nọ sang công cụ kia thì các bạn giữ thêm phím Shift cho tôi, thì nó sẽ giống như là sang số ấy, nó sẽ chuyển cho chúng ta sang cái công cụ kế cận. Đấy, và nó cứ chạy theo vòng tròn như thế cho tới khi nào các bạn nhìn thấy cái hình mà các bạn muốn thì các bạn dừng lại, sẽ chọn được cái công cụ mà các bạn cần. Về mặt nguyên tắc thì hai công cụ này là làm việc giống nhau, nó chỉ khác nhau có mỗi cái hình dạng, một cái ra hình chữ nhật, một cái là ra hình elip thôi. Còn tất cả những cái khác
hủy chọn này, rồi thì thêm vùng chọn, bớt vùng chọn, rồi giữ lại vùng giao nhau, vân vân, tất cả mọi thứ thì giống hệt như là cái công cụ của Rectangular. Chúng ta sẽ không có phải giới thiệu lại thêm nữa. Tuy nhiên, ví dụ như feather cũng thế này, style này cũng thế này. Đấy, nó chỉ khác nhau về hình thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy khi mà tôi kích hoạt công cụ lên thì nó có một cái checkbox nó được sáng lên. Mà trước đó khi tôi chọn cái công cụ gì đấy ạ, Rectangular, thì cái này bị chìm đi, không có khả dụng. Bây giờ tôi chọn chuyển sang công cụ Elliptic thì lúc đó nó mới được kích hoạt lên. Thì chúng ta tìm hiểu xem cái checkbox có tên là Anti-Alias này thì nó có tác dụng gì khi mà chúng ta làm việc với lại cái vùng chọn là hình ellipse. Đây, chúng ta cùng nhau xem nhé. Bây giờ tôi sẽ chọn công cụ Ellipse. Để mà tìm hiểu về cái tùy chọn Anti-Alias này nó có tác dụng gì thì tốt nhất là chúng ta tắt nó đi đã, để không có nó thì như thế nào và có nó thì như thế nào. Đó, trước hết là tắt thằng này đi để cho nó giống như là lúc mà tôi làm việc với cái công cụ Rectangular Marquee. Và để so sánh thì tôi cũng kích hoạt cái thằng này lên, tôi chọn Fix Size rồi để đảm bảo rằng là hai cái hình vẽ của tôi là nó hoàn toàn giống nhau về mặt kích thước. Ví dụ như bây giờ tôi cho nó là 50x50 đi. À không, 50x50 thì còn bé hơn đúng không? 200x200 đi. Ok, bây giờ tôi kích chuột một cái, tôi sẽ có một cái vùng chọn như thế này. Đó. Bây giờ tôi lại làm tiếp thao tác đối chứng, đó là tôi đánh dấu vào cái Anti-Alias này. Và bây giờ tôi chuyển sang cái chế độ thứ hai là cái chế độ thêm vào để tôi vẽ thêm một cái vùng mới. Và bây giờ tôi bấm vào đây. Vậy thì tôi sẽ có hai vùng hoàn toàn giống nhau về mặt hình cũng như là về mặt kích thước. Tuy nhiên cái vùng bên trái thì vừa nãy là tôi tắt cái chế độ Anti-Alias đi và tôi tạo ra nó. Và cái vùng thứ hai thì tôi bật cái Anti-Alias đi lên. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô vào trong này để chúng ta xem là cái thao tác bật hay tắt cái thằng này thì nó sẽ tạo ra cái gì khác nhau. Nhưng trước tiên tôi muốn có một câu hỏi nhỏ, theo các bạn là cái vùng này, cái vùng chọn các bạn đang nhìn thấy này nó có tròn không? Nó có phải là vùng chọn hình tròn không ạ? Tròn. Có thực sự tròn không? Nó có phải là một vùng tròn thực sự không ạ? Để nó có bị xem tròn vuông. Ừ thì cái đường chu vi đó nó có phải là hình tròn không? Chu vi thì nếu mà vùng tròn thì em thấy hình tròn. À đây là chúng ta quan sát nhỏ đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta phóng lớn lên thì thực chất ra nó không tròn được. Tại vì là cái mà đang chọn là một đống các hình vuông ở bên trong. Mà nếu mà nó là chu vi của một đống hình vuông bên trong thì chả có cách nào mà nó tròn được cả. Vậy thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là răng cưa hay bậc thang, đúng không? Thế thì không có sự tròn thực sự ở trong này. Và bây giờ đây là lời giải thích dành cho cái tùy chọn Anti-Alias này nó làm cái gì. Bây giờ chúng ta cùng nhau tô nhé. Edit này, Fill này, thực hiện lại lệnh vừa nãy, Foreground. Bây giờ chúng ta phóng lớn lên và chúng ta quan sát cận cảnh này. Đối với hình đầu tiên này, hình bên trái là không bật cái Anti-Alias lên thì tôi thấy có cái gì ạ? Màu thứ nhất là đều nhau, trong, ngoài, trên, dưới, trái, phải, màu thuần đều nhau. Thứ hai là nó cũng giống như là cái khái niệm đầu tiên, có nghĩa là mọi lệnh thực hiện đều nằm ở trong vùng chọn này, không có cái gì được phép lấn ra ngoài cả. Bây giờ chúng ta lại đối chứng với lại cái phía bên tay phải là cái đã bật Anti-Alias lên và chúng ta xem thử nó có gì khác nhau không nhé. Thứ nhất, nếu mà so sánh nó với hình bên trái thì về cơ bản thằng này cũng tương đối là đều, nhưng mà nếu chúng ta quan sát ở cái gì đấy, ở cái rìa, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một số vùng là màu nó không được thuần hoàn toàn, nó có sự khác biệt. Và chúng ta lại thấy có những cái điểm là nó tô vượt ra khỏi cái vùng chọn này, không nhiều giống như feather nhưng mà rõ ràng là có vượt. Và đây là lý do mà nó sẽ cho phép vượt ra, nó tô chuyển giữa cái màu bên trong này và màu bên ngoài.
và lấn ra ngoài một chút để làm gì? Để nó giả lập, nó lừa mắt cho người ta thấy rằng là cái hình bên này là tròn hơn cái hình bên này. Đây, bây giờ chúng ta nhấn Ctrl H để tạm thời giấu cái vùng chọn đi, hoặc là Ctrl D để giấu hẳn, xóa bỏ hẳn đi. Các bạn quan sát thì có thấy cái hình bên phải trông nó mịn màng hơn, nó tròn trịa hơn không ạ? Đấy là tác dụng của anti-alias. Nó cho phép ở những cái chỗ điểm gãy của bậc thang và răng cưa, nó tô bù lấn ra ngoài một tí để lừa mắt. Nó lấp vào những cái chỗ gãy đấy bằng một cái đoạn màu nhỏ nhỏ. Đấy, để lừa mắt cho người ta thấy rằng là cái này có vẻ tròn. Và đây chính là tác dụng của cái anti-alias. Đấy, tô bù vào những điểm gãy của cái vùng chọn để giả lập cái sự trơn tru mềm mại của đường cong. Thế thì ngoài cái này ra thì mọi thao tác nó đều gần như là giống hệt so với lại cái thao tác mà vẽ vùng chọn bằng hình chữ nhật. Tuy nhiên đến đây thì tôi lại nói thêm một cái mẹo, một cái thao tác nhỏ nhỏ như thế này. Đó là về mặt nguyên tắc, khi mà chúng ta vẽ một cái vùng chọn thì chúng ta nhấp bằng công cụ Marquee. Tôi nhấp chuột và tôi kéo một cái thì tôi sẽ tạo ra vùng chọn, hoặc tôi kích chuột nếu như là đặt ở chế độ fix size. Và thường là bao giờ nó cũng sẽ vẽ theo cái quy tắc là vẽ từ góc vẽ ra, đúng không? Vẽ từ tâm vẽ ra thì cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như tôi chọn một cái nào đó mà chọn bằng công cụ ellipse, chọn cái gì đó tròn tròn, rất khó để tôi có thể vẽ ra một cái gì đó mà chuẩn luôn. Đây, ví dụ tôi vẽ ra một hình chữ nhật nhá. Các bạn nhìn này. Và tôi tô này. Bây giờ muốn chọn lại cái thằng này, chọn có dễ không? Rất dễ, tại vì nó có góc, nó có điểm rõ ràng. Bây giờ tôi chỉ việc là đưa chọn chuột lên đúng khu vực này và tôi kéo một cái cho tới khi nào mà tôi chọn bao được hết thì tôi bỏ chuột ra. Vậy là tôi sẽ chọn được khu vực này, tại vì nó vuông thành sắc cạnh, nó có cái điểm bắt đầu, điểm kết thúc rất là rõ ràng. Đấy là các góc, đúng không? Nhưng mà với cái vùng tròn tròn này thì sao? Tôi có thể chọn một lần mà chọn được nó luôn không? Gần như là không thể. Hoặc là bé hơn, hoặc là gì đấy ạ? To hơn. Tại vì cái hình tròn này nó không có cái góc trên bên trái nơi chúng ta sẽ xác nhận là chúng ta bắt đầu đặt chuột vào. Tất nhiên là chúng ta có thể thay thế bằng cách là tôi sẽ cố gắng đặt cái chọn chuột vào tâm. Sau đó thì tôi bắt đầu vẽ từ tâm ra, nhấn Alt vẽ từ tâm ra cho tới khi nào mà tôi chọn được. Nhưng tất nhiên là với điều kiện là tôi phải đặt được trúng tâm. Còn nếu lệch tâm thì chắc chắn là nó cũng vẫn bị lệch. Do đó thì chúng ta sẽ làm quen thêm một cái thao tác như thế này nữa. Đó là thao tác vừa vẽ vừa dịch chuyển vùng chọn đang vẽ giờ, và sau đó thì hiệu chỉnh để mà kích thước cho nó. Thế để làm cái thao tác này thì các bạn quan sát nha, xem kỹ thao tác của tôi này. Các bạn cứ vẽ đại ra một cái vùng chọn đi, bé được to cũng được, nhưng mà đừng nhả chuột ra. Sau đó chúng ta sẽ tạm dừng lại và chúng ta nhấn giữ phím cách trên bàn phím. Khi tôi nhấn giữ phím cách trên bàn phím thì tôi được phép dịch chuyển, di chuyển tạm thời cái hình đang vẽ dở này tới bất cứ chỗ nào tôi muốn. Bằng cách này tôi sẽ di cái vùng chọn này lên tới đỉnh của cái vùng mà tôi muốn lấy. Sau đó thì cố gắng là dịch cho nó làm sao đây ạ, đi ngang ra cho chạm vào lề bên trái. Đến đây tôi nhả phím cách ra và tôi lại tiếp tục gì đó, kéo cho nó phát triển xuống phía dưới. Nếu khớp được rồi thì thôi, nếu chưa khớp hoàn toàn thì các bạn nhấn giữ phím cách, các bạn dịch lên dịch xuống thêm một tí tẹo nữa. Sau đó thì các bạn nhả phím cách ra và lại co co duỗi duỗi thêm một tí tẹo thì các bạn sẽ làm sao đây, khớp được vào với cái hình tròn mà các bạn cần lấy, hoặc hình ellipse các bạn cần lấy. Thế bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ vừa vẽ này, tức là vẫn giữ phím trái này. Đấy, khi nào muốn dịch chuyển thì vừa giữ phím trái vừa nhấn phím cách thì chúng ta có thể là dịch chuyển nó tới vị trí mới được. Tới vị trí mới rồi, nhả phím cách ra thì các bạn có quyền là thu nhỏ hoặc là phóng to tiếp cái vùng đang vẽ dần. Bằng cách như thế thì các bạn có thể là giúp chọn lựa được những cái khu vực lựa chọn mà có hình ellipse. Đấy. Trước đây thì rất khó, vì sao? Không thể xác định được cái chỗ nào gọi là góc trên bên trái của cái hình cả.
Nhưng bây giờ thì khi tôi dịch nó lên chạm đỉnh cao của cái vùng chọn này, dịch sang trái để chạm vào cái cạnh trái của vùng được chọn, thì chắc chắn là chúng ta nhả chuột à, nhả phím cách ra, chúng ta phát triển tiếp thì thế nào nó cũng khớp được. Đấy. Như vậy là chúng ta đã làm việc thêm được với cái công cụ thứ hai trong nhóm là công cụ elliptic. Thế còn ở đây thì nó còn có thêm hai cái tùy chọn nữa, công cụ tùy chọn nữa là single row marquee và single column. Thì chúng ta xem nó là cái gì nhé. Hai cái này thì không có phím tắt, và các bạn muốn chọn thì các bạn phải chọn trực tiếp. Đây, các bạn bấm vào single row thì kích chuột một cái là sẽ tạo ra vùng chọn. Cái này có đặc điểm là gì đấy ạ? Rộng ngang bằng cái bức ảnh, bất kể bức ảnh rộng bao nhiêu, nhưng cao thì bao giờ cũng chỉ cao 1 pixel thôi. Thế còn cái công cụ thứ hai là single column. Cái này thì kích chuột một cái bất cứ đâu cũng được, nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn luôn luôn sẽ cao bằng chính bức ảnh đó, bất kể bức ảnh cao bao nhiêu, và độ rộng thì chỉ rộng bằng 1 pixel. Có thể thêm bớt bằng cách là giữ shift, giữ alt vân vân để mà mở rộng hay thu hẹp cái vùng chọn. Đây, ví dụ mở rộng này, giữ shift này, kích thêm thì nó tạo thêm vùng chọn mở rộng. Còn nếu mà nhấn alt thì bấm vào đâu giao cắt với vùng chọn cũ thì nó sẽ làm ra đây ạ, trừ bớt đi. Nhưng còn các thứ style hay feather thì gần như là không khả dụng trong trường hợp này. Vì sao? Style thì một cái là normal, là vẽ một cách tự do, nhưng thằng này không tự do, tại vì luôn luôn có một chiều bị dính vào một pixel rồi, hoặc là rộng hoặc ngang, đúng không? Hoặc cao. Thế còn là ratio thì cũng không thể nào tính ratio ở đây được, tại vì là một thằng thì luôn luôn bằng một, thế còn hoặc cao hoặc rộng thì không biết là bao nhiêu, thì không thể tính ratio ở đây. Thế còn fix size thì cũng không thể fix được, tại vì là nó cũng sẽ có một thằng là không bao giờ biết là bao nhiêu, một thằng sẽ luôn luôn bằng một. Thế thì cái style này nó không dùng được. Đấy, còn feather thì cũng hầu như không khả dụng trong trường hợp này. Tại vì nếu mà nó lúc đầu tiên mà nó là một rồi đấy ạ, một pixel, thì khi mà tôi gán chỉ cần là khác không một cái là lập tức khi mà cái vùng chọn nó rộng bằng cái feather thì vùng chọn này sẽ bị hủy luôn, không làm được. Thế cho nên là nó chỉ có thể sử dụng cái thao tác là thêm vào bớt đi, thế thôi. Thế thì đấy là những cái thao tác mà các bạn có thể nắm, các bạn có thể sử dụng với lại cái nhóm công cụ đầu tiên là công cụ marquee, với hai cái công cụ chính là rectangular để vẽ các cái vùng chọn hình chữ nhật, và elliptic để vẽ các cái vùng chọn hình ellipse. Đấy, các bạn là dành ra một ít phút các bạn xem thử lại xem có cái gì cần hỏi chúng ta trao đổi luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới hai cái nhóm còn lại là Luxo và Major One.